Bạch Đức Thế Tôn, nhân của ganh tị và bỏng sáng là gì? Chúng ta cần phải loại trừ nhân gì để được giải thoát khỏi chúng? Đức Phật trả lời: Này Thiên Chủ, ganh tị và bỏng sáng là do những đối tượng của thích và ghét tạo ra. Nếu chúng ta không có những đối tượng này, chúng ta sẽ không có ganh tị và bỏng sáng. Cách đoạn tận khổ của Đạo Phật là loại trừ nhân, sanh khổ. Nó cũng giống như việc điều trị một chứng bệnh của một vị lương y tài giỏi vậy. Để chữa bệnh, trước tiên vị lương y sẽ tìm ra nguyên nhân của chứng bệnh ấy và loại trừ nó. Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta thấy thích và ghét là nguyên nhân sanh ra khổ đau của nhân loại. Các đối tượng của yêu thích là những vật hữu tình và vô tình làm hài lòng chúng ta, như đàn ông, đàn bà, cảnh sắc, âm thanh, vân vân. Và các đối tượng của ghét là những đối tượng không làm hài lòng chúng ta. Chúng ta ganh tị với những người chúng ta không thích, nhưng họ lại có những cái giá trị hơn chúng ta. Bỏng sáng làm cho chúng ta đau khổ khi chúng ta không muốn chia sẻ những vật chúng ta dính mắc với người khác. Vì thế ganh tị và bỏng sáng có gốc rễ của chúng nơi những người đáng ghét và những đối tượng chúng ta yêu thích. Đối tượng của lòng ganh tị thường là người chúng ta ghét. Tuy nhiên nếu người vượt trội hơn chúng ta tình cờ là người chúng ta yêu thích thì nó lại là nhân không phải cho ganh tị mà cho sự hoan hỷ. Một đứa con rạng rỡ hơn cha mẹ sẽ không kích thích lòng ganh tị nơi họ. Trái lại, họ sẽ cảm thấy tự hào về những đức tính ưu việt của nó. Người có tâm bỏng sáng không muốn người khác có loại tài sản mà anh ta có. Không muốn người khác sử dụng những vật dụng của anh ta và giao tiếp với những bạn bè của anh ta. Vì thế, những người đàn ông hay đàn bà có tánh ganh tị thường không bằng lòng với việc vợ hay chồng mình có mối quan hệ thân thiết với những người khác phái, hay thậm chí khó chịu khi thấy vợ hay chồng mình tham dự trong các cuộc nói chuyện thân thiện với họ. Tóm lại, bỏng sáng Macchariya là ước muốn được sở hữu quá đáng và chống đối bất kỳ sự tiếp xúc thân mật nào giữa những đối tượng họ yêu thích với người khác, và vì thế nó có gốc ở thích và ghét.